Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 đồng cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Chào quý khán giả đài truyền hình SBTN, ngày hôm nay luật sư Đỗ Phủ và Trần Đăng sẽ được trở lại với quý khán giả trong chương trình bình luận tin tức của SBTN. Chào xin chào anh Phủ ạ. Vâng, xin chào anh Tường Thắng và xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Dạ vâng, anh Phủ, tại vì anh là luật sư cho nên ngày hôm nay cái một trong những đề tài mà đang muốn bàn tới cũng nhờ anh có thêm ý kiến về vụ này. Đó là một cái luật phá thai ngặt nghèo nhất tại tiểu bang Texas. Đã được coi như có hiệu lực bắt đầu từ đêm thứ tư vừa qua. Thì nó được hiệu lực là bởi vì tuy rằng là có bị phản đối và đưa lên tố cáo phá viện, nhưng tố cáo phá viện lại từ chối không nghe hồ sơ này. Nhưng mà sau đó thì cũng có đưa ra một vài ý kiến với lại cái số phiếu là 5-4, tức là 5 bảo thủ và 4 cấp tiến. Thì ông chánh thẩm John Roberts đứng về phe cấp tiến, nhưng mà ông cũng chỉ được có 4 phiếu thôi, phe bảo thủ 5 phiếu, kính thưa ông giả. Thì một trong những cái điều ngặt nghèo nhất của cái luật, một cái điều rất là đặc biệt ở cái luật này là như thế này, là tiểu bang và các viên chức chính quyền không phải là kẻ thực thi pháp luật trong trường hợp này, mà cái luật này cho phép sử dụng quyền tố tụng dân sự ở tòa án để kiểm soát vấn đề phá thai. Có nghĩa là một người cậu bơ cậu bất nào đó không biết bà Nguyễn Thị Nở đó, cô Nguyễn Thị Nở là ai, nhưng biết cổ phá thai hoặc đi phá thai, hoặc là biết những người mà đi giúp cổ đi phá thai, có quyền kiện những người mà giúp đỡ cô đó hoặc cá nhân cô đó để mà đòi bồi thường ít nhất là 10.000 Mỹ Kim cộng thêm tất cả tiền mà gọi tiền lệ phí của luật sư. Tức là một người lạ mặt không biết cô này là ai vẫn có quyền quyết định về mặt y tế cho cái cô Nguyễn Thị Nở đó. Và thứ hai, bây giờ mình nói chi, một kẻ hiếp dâm cũng vậy. Khi hiếp dâm một phụ nữ, nếu mà người phụ nữ đó đi phá thai thì kẻ hiếp dâm nó cũng có quyền kiện cái cô đó và những người giúp đỡ cô đó. Mà không phải chi không, mà cái người kiện không cần phải tiểu bang Texas sát, người kiện nó có thể ở bất cứ tiểu bang nào khác. Và vấn đề loạn luân nữa. Vấn đề loạn luân cũng không cho phép luôn. Cho nên vấn đề đặt ra ở đây đó, thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao tố cáo phá viện không có ý kiến vụ này. Thêm nữa đó, nhiều luật gia đó, cái phải nói là cái vấn đề này nó liên quan đến luật, nó cũng rất là khó hiểu. Có rất nhiều luật gia thì bảo rằng là cái luật này nó nguy hiểm và nó cũng không có lợi cho những người mà chống phá thai. Lý do là bởi vì nó rất dễ bị lật đổ trong tương lai ở cái điểm là nó không cho nó, cái cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp này là chính quyền liên bang, chính quyền tiểu bang không có đứng ra để mà tranh cãi cái vụ này, mà do những người dân với nhau tranh cãi lẫn nhau. Tức là người này kiện người kia kiện người nọ, cứ thế mà kiện lẫn nhau. Thì người ta đặt ngược cái câu hỏi là nếu mà anh cho phép người dân kiện như vậy đó, thì ở tiểu bang Cali nó có thể ra một cái luật là người này kiện người kia vì cái việc mà anh tuyên bố những cái lời chống kỳ thị chủng tộc thì sao? Ở đây là nó tạo ra một cái tiền lệ rất là kỳ cục. Đúng rồi, và cái tiền lệ này nó không có được cái gì, cái vấn đề mà nó không có được cái sự hậu thuẫn của liên bang. Tại vì cái luật này đưa nó cho tiểu bang Texas, nó gọi là thế thiên hành đạo đó anh Tường Thắng. Thế thiên hành đạo là sao ạ? Tiếng trong chuyện kiếm hiệp của mình á, nếu mà mình nói chuyện kiếm hiệp hồi xưa là mình đọc chuyện kiếm hiệp đó, nó gọi là có những người mà nó gọi là thế thiên hành đạo, là thay trời đi làm việc nghĩa đó. Thì ở đây là sao? Anh thấy chuyện nó chuyện sai. Dạ. Anh thế thiên hành đạo, tức là anh ra anh lập chuyện, anh làm chuyện giống như là nó gọi là vigilante. Tiếng Mỹ gọi là vigilante. Vigilante là những người mà giống như hiệp sĩ mà không ai kêu họ cần làm hết trơn, họ đứng ra họ tự làm những cái chuyện mà họ coi chừng cái khu của họ để khỏi bị ăn cộm, ăn trộm, ăn cắp cho cả cái khu đó chẳng hạn. Giống như Robin Hood đó phải không? Giống như kiểu như Robin Hood trong, đúng không? Kiểu như là vigilante, coi giống như là mấy cái phim mà Iron Man, là những cái người mà những cái đó là người vigilante đó, là mang luật pháp vô tay chân, vô chính bản thân mình để mình đi hành đó, để mình thực thi đó. Thì trong chuyện của Việt Nam mình
mà chuyện xưa thì gọi là thế thiên hành đạo, là những người hiệp sĩ đó, là coi như họ thấy chuyện chướng tai gai mắt họ làm. Thì cái luật này cho phép ai cũng làm hiệp sĩ được hết. Và cái người đó mặc dù là làm chuyện tùy theo quan điểm nha, những người đó là những người có thể là kẻ đi hiếp dâm người khác, trong chừng con mắt là tội phạm, nó cho cái thằng tội phạm đó, cái người tội phạm đó có quyền cấm cái cô mà nó hiếp dâm đó đẻ ra đứa con. Thì cái đây là anh cho anh tội phạm lên làm hiệp sĩ đó. Đó. Cái thằng tội phạm có thể kiện được, hoặc là người khác kiện thế thằng tội phạm cũng được nữa. Và là cô này á có con với thằng hiếp dâm, bây giờ tôi cấm cô á không được phá thai. Chẳng hạn như vậy. Thì cái luật nó bị vấn đề dân sự cho đó, nó không phải là vấn đề tiểu bang. Đó cái chỗ đó. Nó không nằm ở chỗ tiểu bang mà nó nằm ở chỗ cho các người đi thế thiên hành đạo và xúi dục người ta để cho người ta đi làm thế thiên hành đạo. Đây là một cái luật nó đẻ ra những cái sự mà rất ư là dễ bị lạm dụng những cái đơn kiện đó. Và ai cũng có thể kiện được hết trơn á. Nó đưa ra những người thế thiên hành đạo. Và tố cáo pháp viện thì chúng ta cũng biết là tại vì cái số thẩm phán nó chỉ cần 54 thôi. Là nó đổi luật được. Nhưng mà trong tương lai không có nghĩa là tòa án trong những năm tới nếu mà thay đổi thẩm phán không có nghĩa là luật này đứng vững. Và cái luật này rất khắt khe, từ 6 tuần, từ 3 tháng xuống còn 6 tuần. Và nó không có ngoại lệ. Cho những người đàn bà mà bị hiếp dâm, bị loạn luân hoặc bị bất cứ chuyện gì đó trong cái chuyện mà đưa ra là incest, loạn luân, bị hiếp dâm, nó không có cái những người phụ nữ bị tâm thần cũng vậy. Đúng, nó không có vấn đề mà ngoại lệ ở đây. Cho nên bất cứ một cái luật nào mà không ngoại lệ đó là cái luật đó hoàn toàn là cứng nhắc và luật đó sẽ bị overturn, và tôi nghĩ là sẽ bị sau này sẽ bị lật. Cái nguy hiểm ở đây là cái Roe versus Wade là cái hồ sơ mà đầu tiên mà cho phép người phụ nữ được kiểm soát cơ thể của họ đó. Là Roe versus Wade đó. Họ đưa lên cái chuyện này và họ cho phép là trong 3 tháng đầu tiên thì người phụ nữ được quyền phá thai, tự chọn cái cơ thể của họ. Chỉ trong 3 tháng đầu tiên thôi. Và chúng ta cũng thấy cái chuyện này nó chớ trêu đây này thắng. Đảng phần đông là các người bảo thủ đó, phía bên Đảng Cộng hòa thì họ muốn chống phá thai. Nhưng mà họ không đồng ý cho chương trình xã hội. Anh đừng ngắn theo. Tại vì nếu mà anh cho đẻ lan tràn đó, cái vấn đề là những cái người mà thường những cái gia đình mà những cái người mà phụ nữ hoặc là những cái theo những cái thống kê về xác suất đó, phần đông các chuyện mà phá thai nó xảy ra ở cộng đồng của những người tương đối lợi tức thấp. Thì nếu mà Đảng Cộng hòa họ muốn á, thì theo tôi nghĩ là mà muốn mà chống phá thai đó, thì họ phải ra một cái luật là tất cả những người nào mà thụ thai không muốn, vì vấn đề mà không muốn á, thì có quyền xin trả tiền xã hội. Anh phải cấp chấp cho thêm chương trình xã hội chứ. Đúng rồi, anh phải đóng rồi. Thêm thuế chứ. Đúng rồi, đúng. Chứ anh không mâu thuẫn được. Anh một mặt anh cắt tiền, một mặt thì anh đòi là cái chuyện mà người anh đòi thực thi cái quyền mà gọi là thế thiên hành đạo của anh lên cơ thể người phụ nữ, bắt người ta phải có con. Và cái người quyết định cái đó là như một thằng cơ bơ cơ bất nào ngoài đường. Đúng rồi. Cái trong cái luật này nó đưa ra nhiều cái rất là vô lý và không công bằng. Nhưng mà những người nhiều người là nhiều luật gia bảo đây là cái bộ luật rất là genius, rất cực kỳ thông minh khi đưa cho những người là thế thiên hành đạo đó tự động đi kiện. Nó thông minh ở chỗ là anh khuyến khích tất cả mọi người, nhưng mà nó đưa ra cái chuyện là rất nhiều người sẽ lạm dụng. Một trong cái chuyện điển hình ở tiểu bang California là trước đây nó có một cái luật gọi là thế thiên hành đạo, có những người chuyên môn đi đại diện những người mà tàn tật đó, họ kiện là tiểu bang. Tới BZ anh họ kiện về những cái vi phạm, chẳng hạn như cái gương anh treo không đúng 1-2 inch, cái ghế anh treo không đúng, cái tiền mà luật sư phí anh phải chi ra rất là nhiều. Những cơ sở thương mại đã bị rồi. Sau đó thì tiểu bang California họ dẹp cái luật đó đi. Họ bắt là anh muốn kiện ai đó, anh phải thông báo cho người ta trước 3 tháng. Nếu người ta không thay đổi đó thì anh mới kiện được. Thì sau đó cái luật đó dẹp và chúng ta hoàn toàn biến mất cái chuyện thế thiên hành đạo của những người đi kiện tầm bậy ở tiểu bang California. Đó là một cách mà chúng tôi thấy những cái luật thế thiên hành đạo này nó đã xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà nó còn ở liên bang. Nó còn ở liên bang, cái luật mà vấn đề mà cho các người mà handicap đó kiện ở liên bang đó vẫn còn. Ở tiểu bang thì họ dẹp rồi. Cho nên bây giờ phần đông các lo sút ở liên bang, mà cái liên bang phải do quốc hội quyết định. Bởi vậy cho nên người ta mới đặt cái câu hỏi là cái vụ thế thiên hành đạo anh nói như vậy đó thì cũng ngược trở lại cái tiểu bang California. Vậy thì nếu mà tiểu bang California cho phép ra một cái luật bảo rằng là anh nói chuyện mà tôi không đồng ý anh, tôi có thể cho tôi kiện anh vì anh gọi là nói những cái câu nói mang tiếng kỳ thị chúng tộc. Tôi có quyền kiện anh. Cái đó là cái chuyện mà cái đó là cái chuyện người này kiện anh người có kiện. Thể ra luật đó được đó. Đúng. Tại vì thật sự là tiểu bang thì anh có quyền ra luật đó. Cái vấn đề nó có vi hiến hay không là chuyện khác nữa. Vậy câu hỏi đặt ra là người này kiện người kia, vậy trong trường hợp này có vi hiến không? Cái vấn đề này không vi hiến, là luật Texas họ đưa ra nè. Tức là người này kiện người kia là anh được thế thiên hành đạo, anh không vi hiến. Không vi hiến. Không vi hiến trong trường hợp này là tại vì tòa án tối cao pháp viện từ chối
cái hồ sơ này và nói là cái luật này ok. À, không có vi hiến. Không vi hiến. À, trong khi đó thì Tổng thống Joe Biden thì bảo rằng dùng danh từ là unconstitutional chaos, tức là một cụ gọi là rối loạn liên quan đến các vấn đề ông dùng dịch nếp dịch nguyên văn đó thì là rối loạn về vi hiến trong trường hợp này. Đúng rồi, cái này nó vấn đề nó nằm ở chỗ như thế này nè anh Thường Thắng, là các thẩm phán đó họ đưa ra một cái ý kiến, nhưng mà cái chính mục đích chính đó là họ nói rằng là họ không muốn nghe cái luật này. À vậy à, chứ không phải nó khác có chuyện mà họ không đồng ý với luật này nhá. Họ không muốn nghe, họ không muốn xử luật này, họ trở lại để cho Texas nó giữ yên vậy đi. À, nó giống như hình thức anh nói là tôi đồng ý với luật bên Texas, nhưng mà tôi không có nói gì nhiều, tại vì họ ra một cái ý kiến trong đó nó gọi là unsigned opinion, tức là không, tức là ký không chính thức, không chính thức. Không chính thức về ý kiến của họ là chống hay là không chống. Họ chỉ nói là tôi không muốn xử cái vụ này nữa, thì để yên Texas nó muốn làm gì nó làm. Tức là họ đồng ý đó, đại khái trên gián tiếp là họ đồng ý. Đây là cái chuyện mà chuyện pháp lý mà cái phe mà tôi nghĩ là những người mà phá thai đó họ rất là thích. Còn nó đưa lên một cái tiền lệ nguy hiểm là sẽ có những cái chuyện, những cái tiểu bang khác họ sẽ đi theo, những tiểu bang đỏ đó, đi theo những tiểu bang Cộng Hòa, họ sẽ ra những luật khắt khe hơn và nó ảnh hưởng tới cái quyền phụ nữ rất là nhiều. Cho nên chúng ta thấy là cái vụ việc bổ nhiệm một thẩm phán rất là quan trọng. Vâng, trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì xin mời quý giả theo dõi phần thông tin đồng mại Đài truyền hình SBTN. Chúng ta sẽ trở lại đồng giờ là